Xin chào các bạn ơi, ngày hôm nay bọn mình sẽ thực hiện thử thách 100k đi mua đồ chơi ở cổng trường nha các bạn nha. Đây các bạn ơi, mình có cái trò này rất là hay này. Đây, đây là trò ẩn tù xì nha. Ở dưới có cả kẹo luôn. Wow. Đấy, đây này. Ôi, chàng mua đồ chơi còn có đồ ăn nữa. Cho em chơi với chàng ơi. Chị mua ở đây tận 3 cái liền cơ mà. Mới đúng một cái. Mà bây giờ mình chơi trò búng tay đi. Ẩn tù xì búng tay nha. Bây giờ chị với Khanh chơi trước. Đây, em chọn đi. Ba người chơi đi nha. Em chọn đi. Cái này chơi ẩn tù xì ba người chơi được không? Được chứ nhỉ? Được. Vâng, ba người chơi. Ok, thì ba người chơi nhá. Bây giờ trước khi ăn kẹo mình sẽ chơi ẩn tù xì búng tay. 1, 2, 3. Ô chàng dương gì chàng phải thả lắm chứ. 2, 3. Là 2, 3. Anh cứ thắng. Em kéo kéo cắt tay này, cắt lá, hai cái lá này em thắng rồi nha. Khanh ơi, mang tay đưa cho anh, trò này hay đấy. Ai cũng bấm trượt. Lấy lực rồi. Còn gì ạ? À ôi giời ơi. Móng tay em cốn dài ngoằng đi. Búng tay ơi là đau luôn ạ. Thôi chơi tiếp. Khanh ơi, chị em mình phải phục thù. 2, 3. À cốn ơi. Yeah. Cốn ơi, khởi động tay Khanh ơi. Cốn ơi. Mới được một bên Khanh ơi. Trang chơi đều. Thôi chơi được khác đi Trang ơi, chỗ này em điên quá. Chơi thêm kéo nữa đi Trang ơi. Ok, chơi thêm một kéo nữa các bạn ạ. Chơi 3 lần rồi, xem lần này nào. Ai đúng nào. 2, 3. Kéo. Yeah. Kéo này các bạn ơi, mình thắng rồi. Mình ra kéo. Hai đứa này ra lá, mang tay đây. Một nơi mang tay đây. Ôi chơi trò khác đi chàng ơi, mình còn nhiều trò chơi mà. Đến trò chơi của em. Đây các bạn ơi, mình mua được 2 cái bơm. Cái này không phải 2 cái bơm sẽ đạt đâu nha bạn. Cái này để bơm bóng được các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa Khanh một cái rồi thi bơm bóng cho ai bơm hết trong ngày trước thì người thắng nha các bạn. Còn người thua sẽ bị búng tay tiếp nha. Chơi luôn, sợ gì, bơm bóng là nghề của em rồi. Wow. Em sợ anh ấy. Rồi, vậy thì bây giờ là Cố Mê Đê và Khanh sẽ bắt đầu chơi thi bơm bóng nha các bạn nha. Mỗi người 6 quả đúng không? Vâng. Ai bơm trước được 6 quả là người giành chiến thắng nha. Nào bắt đầu nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Mỗi người được 1 quả rồi nha. Ai mà bơm được 5 quả trước thì là người giành chiến thắng. Khanh ơi thua rồi, chị mang tay đi em. Mình thắng nha các bạn, mình sẽ búng tay. Nào búng tay nhá, vừa trượt rồi. Trò của anh cũng chẳng có gì ai cả. Trò của mình là trò thử kiến nha các bạn. Làm đi. Đừng mua cái đồ này, không mua. Cái trò này thì có gì mà vui. Em thổi cũng nên hơi, đừng chơi cái gì. Đấy là em sẽ bóc cái này ra thôi. Rồi em thổi nhá. Thổi đi. Được cái này chơi hay, chơi vui đấy. Được cái hay, cái hay, cái hay. Hay chứ, tất nhiên là phải hay rồi. Thì là vừa rồi mình và anh Cuốn thi thổi bóng. Mình sẽ dùng những quả bóng đấy để dùng cái kèn này để làm vỡ quả bóng nha các bạn. Trò này để chị chơi với Cuốn Mê Đê cho. Để xem lần này chị với Cuốn Mê Đê xem ai là người được búng tay nha các bạn nha. Đây, ở đầu cái loa này có miếng sắt này. Bây giờ mình sẽ lấy ra để thổi. Xong cái sắt này sẽ đâm vào quả bóng nối nha các bạn. Đây. Cái kèn này thì gọi là cái loa. Rồi các bạn ơi, đây này. Ở đầu này nó có cái miếng sắt này này. Mình thổi làm sao để cho cái đầu sắt này nó đâm vào về vỡ quả bóng nha. Mình sẽ luyện cơ mồm trước khi chơi thử thách nha. Quả này của Mê Đê chết với mình rồi. Chị ăn mà cuốn sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy subscribe.
Cái này là gấp cái gì cũng được, nhưng mà tiệm bọn mình đang có kẹo đây nên là bọn mình sẽ chơi gấp kẹo luôn nha con nha. Wow, kẹo rất là đẹp này, sắc màu luôn. Mình với Khanh sẽ thi gấp kẹo bằng hai con cá sấu này. Mình sẽ là cá sấu xanh. Cá sấu đỏ. À, chờ ai gấp một hết hai cái đĩa bát kẹo này trước là người ấy sẽ nhìn thắng búng tay người kia. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah. Wow, ý là ối rồi. Trang bé ăn không nhiều mà. Quá, nó còn nhiều quá. À, đúng rồi, đúng rồi. Ui, còn ít chút. Wow. Mình có 4 viên nữa rồi. Yeah. Được 1 viên nữa rồi, còn 3 viên. Ui, ngờ còn toàn viên béo rồi. Cho cá sấu cắn tay nha các bạn. Cái trò này thuộc kiểu nhân phẩm của mỗi người á bạn. Phần nào đi ăn thì bị cắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui ra. Ngoài bị cắn ra còn bị búng tay nữa đi anh Cún ơi. Trò này chơi được cả 3 người luôn này các bạn này. Ai thua còn bị búng tay luôn nha. Ngoài bị cá sấu cắn. Mình chơi đầu tiên nha các bạn. Điên quá các bạn ơi, nhân phẩm mình điên quá. Đến lượt em. Được rồi, được rồi. Rồi. Lên Trang. Rồi, đến lên mình. Đến lượt Khanh. Chơi trò này hồi hộp phết các bạn ạ. Đến lượt Khanh. Cắn tay Khanh đi, cắn nè. Bóng kia, bóng kia, cố đi. Vừa mình trượt rồi mình xếp lại nha mà. Oh, mình búng ta hơi nhiều rồi đấy. Chơi tiếp. Chơi bạn cuối cùng đi nhá nha. Đợi mai mới được búng tay mà lại phịt rồi ơi. Đấy lượt chị. Chơi đi bạn cuối chẳng ơi. Này bạn cuối chứ à? Vâng anh phải gỡ. Đây rồi. Vẫn phịt các bạn ơi. Chơi tiếp chẳng ơi, bạn cuối. Không, 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 không. Ôi Trắng ơi, con này nó vừa cắn rụng cả răng ra rồi này. Bây giờ chân lắp phẫu thuật nha khoa răng lại cho nó nhá. Trắng ơi, chắc cái con cá sấu kia bị lỗi rồi. Chơi con này Trắng ơi. Bây giờ, đây đây đây. Cái con này có lỗi hơn. Cái con này có lỗi hơn. Ai động vào đâu cắn cơ mà. Và các bạn ơi, vậy là bọn mình đã sử dụng 300k và đi mua đồ chơi về rồi. Vậy là video của mình kết thúc ở đây nha. Bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Kai Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.